Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì bên máy móc Minh Chí xin phép được giới thiệu cho anh em hai cái mẫu mỏ hàn nhựa mà trên thị trường đang rất là thông dụng. Thì ở trong các cái video trước, tôi đã giới thiệu cho anh em cái mỏ hàn nhựa chạy bằng điện 220V dạng bản đời cũ. Đây, thì cái dòng đời cũ này, cấu tạo của nó cũng khá là đơn giản thôi. Nó là cái phần nằm ngang như thế này. Thì trong năm nay thì nhà sản xuất đưa ra thêm một cái mỏ hàn nhựa nữa. Đấy chính là mỏ hàn nhựa nhưng mà nó lại là dạng súng bắn như thế này. Đây. Nhân tiện thì tôi đang có sẵn ở trong kho đồ nghề thì tôi sẽ giới thiệu qua cho anh em. Anh em có thể nhìn thấy cái mỏ hàn nhựa mới thì nó sẽ dùng theo cái dạng súng bắn như thế này. Còn cái mỏ hàn nhựa cũ thì nó sẽ cầm cái dạng cầm tay như thế này anh em. Đó. Thì không biết là anh em thích loại như thế nào. Còn về bản chất thì nó cũng là súng thôi. Sau đó là nó làm nhiệt ở trên hai cái đầu súng để chúng ta có thể là hàn nhựa. Ở trong cái hộp mỏ hàn nhựa cũ thì ở đây có một gói này, hai gói, ba gói, bốn túi. Có bốn túi ghim nhé. Đây là cái mối, những cái mối ghim. Những cái mối này thì nó sẽ bao gồm các cái đầu để chúng ta chập hàn nhựa lại với nhau, chập căng cái miếng nhựa lại với nhau. Ở bên này thì họ cũng làm bốn cái hộp và có đầy đủ ghim ở bên trong. Đây, bốn hộp nha anh em nhé. Đó, thì khi mà tôi review sản phẩm thì tôi sẽ cố gắng để cho anh em biết được. À, ở về cái mỏ hàn nhựa bản mới thì nó sẽ có thêm một cái kìm này, một cái dao dọc giấy thế này. Đó. Còn cái bản cũ này thì nó chỉ có hàn thôi, chỉ có máy hàn thôi, với cả mỏ hàn, với cả các cái đầu nối thôi. Rồi. Thì những đối tượng nào chúng ta nên sử dụng cái mỏ hàn nhựa này? Những anh em nào chúng ta làm công việc liên quan đến nhựa, liên quan đến dọn nội thất, ngoại thất, thì ví dụ như là xe máy đi, ở trong những cái vị trí thì đôi lúc là những cái miếng nhựa nó bị hỏng, anh em chúng ta cần phải nối lại, thì cái mỏ hàn nhựa chạy điện 220V này nó rất là phù hợp trong công việc của anh em. Tuy nhiên thì còn tùy vào cái tính chất công việc, anh em chúng ta có thể chọn loại ngang hay là chọn loại súng bắn. Cá nhân tôi thì cũng đã trải nghiệm rất là nhiều, đa phần khách hàng của bên máy móc Minh Chí mua những cái mỏ hàn nhựa này về thì đều là những anh em chúng ta làm thợ chuyên dụng cả. Anh em có thể dọn xe, có thể độ lại xe, đấy, có thể nối lại những cái miếng anh em làm điện lạnh, vân vân. Đấy, anh em làm điện dân dụng nữa, hoặc là làm công trường cũng mua rất là nhiều. Bởi vì là trong cuộc sống có những cái miếng nhựa, những cái mối hàn chúng ta bắt buộc phải sử dụng, thì hai cái mỏ hàn nhựa này anh em hoàn toàn có thể là yên tâm và sử dụng. Thì bên máy móc Minh Chí cũng đã update các cái video hướng dẫn sử dụng về cái mỏ hàn đời cũ cũng như là cái mỏ hàn đời mới để cho anh em chúng ta có cái nhìn rất là chi tiết khi mà đặt mua hai cái dòng sản phẩm này. Thì giá của sản phẩm bên máy móc Minh Chí sẽ để ngay ở dưới phần comment để cho anh em chúng ta có thể biết được là giá tiền cũng như là hướng dẫn sử dụng như thế nào. Thì tôi chỉ xin nói qua là hai cái mỏ hàn nhựa này thì một bản đời cũ và một bản đời mới. Đời cũ là phần nằm ngang như thế này, còn đời mới thì sẽ là dạng súng bắn. Hai sản phẩm đều chạy điện 220V và có các cái mối hàn đi kèm. Ở đây là 4 mối và bên này thì là 4 túi. Rồi, còn một câu hỏi nữa mà anh em rất là hay hỏi là ví dụ như mà dùng hết các cái mối nối này thì chúng ta mua ở đâu? Thì xin thưa với cả anh em là bên máy móc Minh Chí có bán luôn và giá cũng rất là rẻ. Khi các bạn mua và các bạn sử dụng hết các cái mối hàn, các cái mối nối này thì các bạn có thể liên hệ với cả bên mình. Bên mình sẽ bán tiếp cho anh em các cái phụ kiện để chúng ta tiếp tục sử dụng anh em nhé. Rồi, Shopee, Sen Đỏ, Lazada, website, YouTube của bên máy móc Minh Chí đều đã cập nhật ở ngay dưới phần bình luận. Anh em có thể kích vào và đặt mua hàng nhé. Cảm ơn anh em đã xem video và anh em đừng quên mẫu sản phẩm này bên mình sẽ cho anh em xem hàng, kiểm tra hàng, thử hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn. Tránh tình trạng là mất lòng tin khi mua hàng online. Đến nơi anh em chúng ta xem hàng, test hàng thoải mái rồi thanh toán tiền nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Mọi chi tiết đặt hàng, anh em có thể liên hệ với cả bên mình qua website là maymocminhchi.com hoặc là minhchimaymoc.com. Các cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Sendor, Lazada, Fanpage cũng như là YouTube của bên mình là Máy Móc Minh Trí, thì mình sẽ để những cái link liên hệ ở ngay dưới phần video cũng như là bài viết sản phẩm để cho anh em chúng ta thuận tiện liên hệ đặt hàng. Ngoài ra thì Zalo của bên Máy Móc Minh Trí là 0915 498 666 hoặc là 0978 390 231. Các bạn có thể liên hệ để hỏi về lịch trình của sản phẩm cũng như là hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Ngoài ra thì bên mình có để thêm một cái link QR Zalo OA ở bên góc phải màn hình để cho anh em chúng ta phòng trường hợp nếu mà không liên lạc được các cái kênh chăm sóc khách hàng của bên Máy Móc Minh Trí, thì các bạn có thể là quét cái mã Zalo QR OA để đến với nhân viên chăm sóc khách hàng một cách nhanh nhất. Các cái dòng sản phẩm của bên Máy Móc Minh Trí thì đều được bảo hành đầy đủ theo các cái chế độ hậu mãi của đại lý, và sản phẩm thì ship hàng toàn quốc đến nơi anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn, để cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Và cuối cùng, một cái thông tin mà anh em chúng ta cần phải lưu ý, đấy chính là các cái dòng sản phẩm của bên mình khi update giá ở trên YouTube hoặc là trên các cái ảnh của sản phẩm thì giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Cái giá thay đổi này nó đến từ rất là nhiều yếu tố, có thể là do lạm phát, hoặc là có thể là do chi phí vận chuyển tăng lên, hoặc là do đại lý tăng giá hoặc là giảm giá. Thì để chi tiết nhất, các bạn có thể là ép Zalo hoặc là liên hệ với cả các cái link chăm sóc khách hàng của bên mình để hỏi về bảng giá chi tiết anh em nhé. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ Máy Móc Minh Trí, và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé.